Bác nha, mà chào các bác đam mê bẫy chim chà bẻ trên toàn quốc nha. Chào hàng cho lưới bẫy chim sốt đặc quyền các bác nha. Đây các bác này, chim đuôi cá này các bác, lao dính như cá luôn, đúng là tên là chim đuôi cá thật này. Các bác nhìn thấy không? Này. Nhìn trên kia các bác này, đen xì như kiểu là, đây các bác này. Đấy, chim đấy các bạn ạ. Tay lưới này, tay lưới có 20 mét rồi các bác nhá. Đây các bác này, đen xì kìa. Mắc nhiều lắm các bác ạ. Bác Tuyên vào nhận hàng nhá. Đây các bác này. Dính như cá các bạn ạ. Bãi của em thì nó vẫn quen thuộc như thế rồi các bạn, cứ đều đều này, nhặt này, nói chung là gáp này ok rồi các bạn ạ. Tải 20 mét nha các bạn nhé. Ra đây vẫn còn nữa này các bạn này. Này các bạn này. Này. Các bạn nhìn thấy không? Mắc như cá luôn các bạn nhá. Cá không mắc nhiều như này đấy các bạn ạ. Đây các bạn này. Bao phê cho các bác luôn nhá. Bác nào cần lưới liên hệ số đặc quyền các bác nhá. Đây. Đây các bác này. Chim ấy. Vỡ trận rồi các bạn. Nói chung bãi nó do luồng do bãi đấy các bạn. Ngoài chỗ nào chim chỗ nào đẹp này đâu các bạn. Em may là được cái đồ treo non non này. Đúng tầm đánh các bạn. Này, các bạn này. Dính như cá các bác nhé. Đây vẫn còn đấy các bạn này. Chỗ này ít hơn chỗ này được khoảng 15-16 con này các bạn ạ. Này các bạn nhé, dưới kia còn một 1, 2, 3, 4 con các bạn. Nhiều nhất trên này đâu các bạn. Rồi, xin chào các bác nha. Em gửi ơn chim đã. Bác nào cần lưới, ông nói đài, ông đi liên hệ bác Tuyền các bác nha.